Một chương trình dành riêng cho khán giả yêu mến bộ môn cải lương. Lần đầu tiên xuất hiện trên kênh YouTube Ca Cổ Kiếp Tầm. Tập 4 với chủ đề Duyên Số Cầm Ca. Chúng ta sẽ cùng giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Thu Vân, nghệ sĩ Trần Thanh Cường. Trần Thanh Cường, Thu Vân, mến chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Không để mất thời gian của quý vị, bây giờ Thanh Cường và Thu Vân sẽ hát luôn, rồi chút xíu nữa cái mình trò chuyện sau với khán giả. Nguyệt. Dạ, dạ chào thầy. Dạ mời thầy ngồi, mời thầy dùng nước. Đã từ lâu tôi gian em đừng gọi tôi bằng tiếng thầy, tôi nghe nó khó chịu lắm. Vậy chứ thầy muốn tôi gọi thầy bằng gì? Bằng gì cũng được, quyền của em mà. Dùng tiếng thầy để xưng hô thì thầy cho là khó chịu, chứ còn những lời dịu dàng êm ái nào hơn nữa? Bụng dạ của thầy đã biết, tại sao thầy không chịu nói ra? Nguyệt, anh đang cúi đầu chờ ân huệ, em rộng lòng tha thứ cho anh. Kẻ gây cho em khổ đau lần đần, suốt một đời duyên nợ dở dàng. Lương tâm của thầy cắn sức chăng? Tôi mong chuộc lại lỗi lầm xưa, để chiều theo ý của thầy, tôi có thể gọi thầy bằng mình, hoặc ba thằng tắm, hay chỉ bằng anh thôi. Mình, ba thằng tắm, nếu được tiếng mình có nghĩa là em đã sẵn lòng tha thứ. Nguyệt ơi, kể từ đây hai tao im gọi nhau cho đến hơi thở sau cùng. Quãng đời còn lại anh với em bỏ mặn nồng, tuy hai ta không đường hoàng gia thú, nhưng mà nghĩa vợ chồng sao chưa có nhau. Người ta nghi ngờ đặt thành dấu hỏi, nhưng mà làm sao họ có thể hiểu được anh với em đã vượt qua khuôn khổ của gia đình, là chúng ta nối lại mối tình xưa dang dở. Để buộc ràng vào quá khứ thì hiện tại chỉ có một mình tôi đau khổ, mà nếu như chiều theo ý của thầy thì thêm một người phụ nữ khác là vợ của thầy phải khổ đau. Thôi thì anh hãy để cho tôi cảm về gối chiếc tình yêu thoáng ban đầu. Gặp thì đã xa cơ.
gỡ ma của thằng Tâm với tất cả niềm nhớ thương trọn vẹn. Sắp tới đây thằng Tâm con của chúng ta nó sẽ tốt nghiệp ra trường. Rồi đây anh sẽ chọn ngày lành tháng tốt để vợ chồng mình hoan hỷ nâng ly chúc mừng con trong buổi lễ thành hôn. Tâm ơi, thương con, mẹ chỉ định gửi quà cho con trong ngày cưới, chứ có danh nghĩa gì mà mẹ dám nghĩ tới chuyện nâng ly. Nguyệt, em định gửi quà gì cho con? Đây, mặt gối thiêu còn dáng vợ. Chim Quyên Ương, trong ánh chớp nền trời đấy đó, Quyên Ương và lẽ sông tuyệt vời. Dịu dàng từng đường kim môi chỉ, có trái tim sắc son tình chung. Nhịp nhàng phương trời xa thẳm, duyên lửa đôi sắc son chờ mong. Vậy mà bao nhiêu năm rồi em lại vững vững như người qua đường xa lạ. Trong lúc anh ấp ủ, anh nâng niu một tổ Quyên Ương em đềm hạnh phúc. Còn em thì lạnh lùng từ chối, khiến cho anh đây phải nát ruột xé lòng. Nguyệt, em hãy ban cho anh một ân huệ đi Nguyệt. Chúng ta hãy dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Còn chúng ta? Còn chúng ta hãy sống như đôi kim Quyên Ương trong hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt. Khi thời tiết đổi thay, một con không may bồng bềnh trong biển cả, thì từ đó con còn lại một mình đứng sức vô, dần tháng tháng ngày ngày đang gào to trên sóng dữ. Nhưng đã từ lâu rồi hả em? Giấc xuân mộng từ lẩu cam trong trại, tình gối chân nay vẫn chiều lạnh lùng. Nghĩa mẹ con xin được lúc trùng phùng, duyên căn lệ không thể nào tái ngờ. Gương xưa đã vỡ làm đôi môi chúng ta soi vào bước chân con đang chập chừng trên đời. Quãng đường xa còn giống gai thăm thăm xa mờ, thằng Tâm đó sẽ như nào trước giờ đời bán lời mua danh. Buổi giao thời mới cũ đổi thay, chúng ta là nạn nhân của gia đình tập quán, thì chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi dòng Nguyệt. Em hãy an tâm, thằng Tâm con của chúng mình nó ngoan lắm em mà.
Em biết không, từ nhỏ cho tới lớn, anh lo cho con, nó không thiếu một thứ gì hết đó em. Anh Minh à, theo tôi thì như thế cũng vẫn chưa đủ. Mà thương con thì mình phải sống trọn vẹn vì con. Đừng để nó rơi vào vết cổ lối mòn của chúng ta ngày trước. Ngập trong lớp rong rêu cặn bã ao tù, hãy chấp cánh cho nó bay xa, cho nó thấy thế nào là đất rộng trời cao, đôi hiểm rừng sâu và biển cả mù lùng. Nói với nó hiện tình khốn khổ của người dân trên cổ mang trồng, cho nó được sáng mắt sáng lòng, phân biệt thế nào là ghét là thương. Nguyệt, anh về nha Nguyệt. Dạ anh về. Anh về nha Nguyệt. Dạ anh về. Nguyệt không cản hả? Cản thiệt chứ, anh về là không được đâu. Tại vì còn chưa xong. Thôi bây giờ anh em mình hát tiếp hay là mình trò chuyện với khán giả đây? Em nghĩ anh em mình mỗi người hát bài nữa đi rồi mình sẽ trò chuyện với khán giả sau nha. À, vậy là anh em mình mới xong ca trích đoạn đây, rồi bây giờ là tới mỗi người hát bài ha. Dạ, mỗi người hát riêng một bài. Rồi, thôi bây giờ anh dành ca trước luôn. Tại em mới ca xong hai câu. Dạ, đó. Dạ. Để liên tục chương trình thì Trần Thanh Cường xin gửi đến khán giả một lớp trích đoạn cải lương được mang tên Lan và Điệp. Dạ thưa bác, tại sao bác biết con Lan? Hồi nãy tôi sai nó qua đây, tình cờ gặp lúc ông bà Phủ Trần xuống đây nói chuyện. Nó đứng ở ngoài hè nó nghe hết á, nó mới chạy về nhà, vừa khóc vừa nói. Mà không, nó khóc thật nhiều chứ có nói được gì đâu. Tôi cô dỗ dành hỏi rõ đầu đuôi, nó mới nức nở khổ sở trong lòng. Không hiểu cớ gì cháu đã gây điều tác tệ. Làm khổ đau lòng mẹ, làm đau khổ bạn chúng. Hỏi thay cảnh gai mắt chương tai, chỉ có một thằng con trai mà nó bạc nghĩa vô tình. Chuyện lỡ rồi mình hãy tìm phương giải quyết. Bận lòng thì không sao tránh khỏi. Phải
chuyện lỡ dở ra tôi còn buồn như vậy. Con Lan nó còn buồn như vậy. Huống hồ chi hoàn cảnh của cha con ông Phủ Trần còn khổ đến mức nào nữa chị. Chị cứ, chị cho tôi thắp ba cây nhang để tôi thưa với anh cử đôi lời nghe chị. Anh cử à, xưa nay người ta thường nói hễ vật đổi sao dời, nhưng tôi tin rằng tình thân giữa hai gia đình mình không bao giờ dời đôi. Thập ba nén nhang tôi thành tâm xin anh tha thứ lỗi, vì tôi xin rút lại lời giao ước cũ đã từ lâu ràng buộc hai nhà. Anh biết tánh tôi mà, xưa nay tôi không thể nghe nói hai lời, nhưng giờ đây nuôi chỉ cử táo tần trong cảnh mẹ quá con tôi. Anh dư biết tánh tôi xưa nay thề chẳng đổi dần, còn chỉ cử đây trước sau dần về. Nay có chuyện biển dâu biến đổi, anh có linh thiêng xin đừng giận đừng. Anh quyết hủy bỏ lời giao ước cũ sao? Cũng tại tôi sanh con mà tôi không biết dạy con. Mọi việc do con mà rã tất cả. Bây giờ con không biết ăn làm sao, nói làm sao cho phải. Chị cử, tôi xin thề có trời đất chứng cho là tôi không có chút buồn giận chị. Còn cháu Điệp, cháu yên tâm, mà không phiền trách cháu đâu. Chẳng qua cháu với con Lan vô phước chẳng được gần nhau, nên mới xảy ra điều tai biến. Nay chuyện đã lỡ dở ra rồi, người ta giàu sang còn quyền thế, thì cái chuyện này không có dễ gì đâu. Với chị đây, con Lan nó vô phước, nghe nó chẳng được làm dâu, thì thôi để cho nó nhà ở cạnh bên. Khi tối lửa tắt đèn, con Lan nó sẽ tới lui thăm viếng. Còn chuyện quý hôn là do tôi quyết định, ở dưới suối vàng anh không phiền trách gì đâu. Nó mùi phải nói em nghe, mà nãy giờ thật sự luôn em xúc động mà muốn rớt nước mắt luôn anh. Mà nhất là thương cái nhân vật cô Lan này quá trời luôn ha. Quá thương em ơi. Ngày xưa mà cái lúc mà anh mới 7-8 tuổi thôi là anh đã nghe cái vở tuồng này, phải nói là nó nghe là thấm. Ngày xưa là anh thuộc hết từng câu thoại, từng nguyên vở này luôn á. Mà cái vở tuồng mà phải nói chứ mình đi tới đâu là khán giả đều biết. Mà nói này nói vui chút xíu nha. Trời thật sự luôn, em tức cái ông Điệp này nè. Không, cái ông Điệp này nè. Trời ơi, sao mà để vậy không biết nữa. Tội cô Lan quá trời luôn. Tại hồi xưa Điệp không biết nhậu. Chứ giờ mà cỡ như anh Trần Thanh Cường mà nhậu vô đâu ai đưa vô trồng được ở đó. em nghĩ chắc cũng do là nhân vật Điệp đó nhậu yếu đúng không? Em nói đúng luôn. Bởi vì bây giờ đó ha, em về miền Tây hay là em về những cái vùng quê đó, thường thường mấy ông già mà muốn gả gái mà cho những chàng trai bây giờ đó ha, thường thường đó, mấy ông hay nè bày cái tiệc nhậu để gọi là bác cháu nhậu, hay là cả gia đình cùng nhậu. Nhậu để chi? Nhậu để coi cái đô mày cỡ nào. Anh nói nhậu mạnh mới gả gái nha, nhậu yếu là không gả gái. Có đó, có những vụ vậy luôn đúng đó. Rồi có ở quê em thấy có.
Dạ. À, thôi, nãy giờ mình nói chuyện nhiều quá rồi, giờ thôi tới em ca đi. Dạ, giờ tới em ha. À, giờ để tiếp tục chương trình thì Thu Vân sẽ hát một lớp văn thiên tường với hai câu vọng cổ trong trích đoạn cải lương được mang tên Tiếu Ngạo Giang Hồ. Vừa rồi Nhạc Linh Sơn đang ở đây kia mà ta nhớ nàng ngồi cạnh ta quạt nàng cất tiếng và nàng đang âu sầu u rô bên tai. Những lời êm đềm như gấm như nhung rồi nàng buồn bã lặng gần nhau trong gang tấc mà cách trở mấy quang sáng. Một tượng đồng mang tên họ Nghi Lâm mà đại ca cứ ngỡ là nhạc mũi của mình. Nhạc Linh Sơn rạng rỡ tỏa sáng như ánh hào quang. Hiền muội ơi, tha thứ tội vô tình. Xuân ca luôn quy mến, trân trọng chân tình của sư muội Nghi Lâm. Đại ca ơi, tiểu muội biết mình chỉ là một kẻ đứng bên ngoài tình nhớ làm chi cho kẻ tương tư mang hận sầu triệu nặng. Cứ để mặc em chấp nhận đau thương và thời gian xóa tan kỷ niệm chợt tình cơn mê. Chỉ toàn ác mộng tình giấc bâng quâng thêm nhiều cay đắng. Mùi trở lại thanh sơn liềm tình nơi quan gia vùi chôn bao ước dòng tình yêu nay đã không tròn. Xuân ca làm sao mùi quên được một hình bóng kiêu hùng. Đại ca ngồi ở đây mà thương nhớ đâu đâu không đói hoài đến nỗi đau đớn của Nghi Lâm. Tình em trao quyền gọi mây bay ngắm chiều buông cho sò dương đôi ngân lệ chuyện tình mình sao quá mong manh. Người thương ơi đôi ngã chia ly ấy khiến xuôi chi gần ở bên nhau xa cách tâm hồn tôi sư muội đến từ bao giờ mà đại ca không hay biết. Nếu đại ca có điều chỉ không phải, xin Nghi Lâm sư muội hãy bỏ qua cho ta. Linh hồ đại ca, linh hồ đại ca có cần nói chi những lời ngôn sao? Dù đại ca chỉ xem muội như ăn mì trôi như làn gió thôi, nhưng với mỗi người là ảnh dương soi là làn hơi ấm tròn sờ tim yêu tròn lòng.
lòng chiêm ngưỡng cho rằng nó chỉ là mơ tưởng đơn phương. Một mình trò kêu mang sầu tương tư tim mình nhói đau, tình đã cho đi tiếc thương đời ta sao lắm chuyện đau buồn. Lo cho người mà người đâu biết tiểu bối là tên trộm mới vào nghề nên e ngại chuyện trái lương tâm. Vì tham bạc vàng nên người ta đành trộm đầu bớt lương, còn tôi nặng nghĩa ân phải trèo non vượt suối cầu xin được cận kề chăm sóc khi người lâm bệnh nhiễm mà người nỡ chối từ cho tan nát sự hy sinh. Anh Thanh Cường cũng như là tất cả khán giả muốn biết là trước khi nghệ sĩ ưu tú Thu Vân mà bước vào nghề đó, thì khi mà bắt đầu vào nghề thì em hoạt động ở đâu và em công tác cho đoàn nào thời trước đây? Dạ thì thật sự là cái cơ duyên đưa em đến với bộ môn nghệ thuật cải lương này là cũng từ nhỏ là do một cái sự đam mê và cũng cộng thêm là một cái năng khiếu về cái chất giọng. Thì cho nên là em cũng cũng không thật sự không có được qua trường lớp như các anh chị bạn bè nghệ sĩ khác. Thì sau này em khi mà em đã thi cuộc thi chuông vàng vọng cổ 2009 thì em mới em được tham gia những chương trình của đài truyền hình, thì khán giả gần như là biết đến em nhiều hơn. Nhưng mà trước đó thì em cộng tác với đoàn cải lương nhân dân Kiên Giang thời điểm sau khi em đoạt chuông vàng vọng cổ. Thì sau này năm 2015 thì em mới về hoạt động chính thức là viên chức của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang hiện tại. Năm đó anh em mình diễn chung cái vở mà Tình yêu thời chiến đúng không? Dạ đúng rồi. Từ lúc mà hai anh em mình diễn chung cái vở Tình yêu thời chiến đó là em được nhà hát mời vào. Nghệ sĩ ưu tú Thu Vân đạt được huy chương vàng của năm đó, của tuần cải lương đó luôn. Dạ đúng rồi. Vở năm đó là một cái năm thuận lợi nhất của nghệ sĩ ưu tú Thu Vân. Dạ thì thật sự thì con đường nghệ thuật của em thì nó cũng may mắn, cũng có nhiều cái thật sự là cũng có nhiều cái gặp gềnh, nhưng mà bên cạnh đó cũng là cái sự may mắn và cũng sau đó nó cũng thuận lợi một cái. Nếu là cái thời mà Trần Thanh Cường mới biết được cái tên của nghệ sĩ ưu tú Thu Vân mà lúc mà bắt đầu lên mà thi chung vàng vọng cổ đó nha, mà đúng ra nha, công nhận anh nói ngày xưa mà anh theo dõi em rồi anh thích cái giọng ca của em như thế nào đó, thì sau này tự nhiên cái nó có một cái cơ duyên. Em cũng là một cái người nghệ sĩ rất là nhiệt tình, giống như thời đó anh nói là Vân ơi hát cho anh vài bài để anh em mình kỷ niệm nha, thì em rất sẵn sàng và em rất tích cực. Nói chung là ví dụ như thay vì anh mời một số nghệ sĩ khác, người ta sẽ bận này bận nọ, ngày này qua ngày nọ, còn em không có. Em nói anh trai sao hôm nay nói thu bài gì nọ, nhạc nền rồi có chưa, em qua em thu cho. Em lại hối ngược lại anh, rất là hay. Cái đó là một cái phong cách của người nghệ sĩ rất là có tâm. Không để mất thời gian của quý vị, dạ cho em bài tâm sự mộng cầm. Ai mua trăng tôi bán trăng cho, trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ. Ai mua trăng tôi bán trăng cho, chẳng bán tình duyên ước hẹn hò. Một vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc nửa soi dầm trường. Nhớ chuyện xưa làm tan vỡ đôi tim cuối đường mong ước. Ra rời tơ duyên
mà người định đem đi bán. Người định bán bao nhiêu một anh trăng vàng. Người ở trần gian hay từng chốn cung hằng, tôi muốn hỏi người điên hay tình, sao cất tiếng rao hoài bán một dân trắng. Mây đêm rồi ngồi đêm sao băng, nghe sương khuya nhỏ giọt vào. Sợ rằng trần gian u tối, đêm rồi nàng ngồi đêm sau băng, thì ta cũng thao thức qua những đêm sầu duyên kiếp. Nàng buồn vì sương khuya nhỏ giọt, ta cũng đợi chờ suốt cả một mùa trăng. Vừa rồi quý vị khán giả đã xem Trần Thanh Cường thể hiện một bài hát giọng cổ của cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu. Bài giọng cổ được mang tên Tâm sự mộng cầm. Rồi giờ tới nghệ sĩ ưu tú Thu Vân thể hiện nè. Dạ tới em thì em sẽ hát cho quý vị khán giả nghe thôi. Dạ em xin gửi tặng cho anh cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình bài tân cổ được mang tên Tiếng Quất Đêm Trăng, nhạc Vũ Đức Sao Biển, lời vọng cổ Anh Kiệt. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thưa
được nghe tiếng quốc dưới trần. Chim ơi chim kêu bay, mà như chim hót nhớ ai. Từ ước mơ tương phùng, gọi giữa đêm náo nùng cho con bàn tình chung, cho con bàn tình. Sông dài theo tiếng
Wow, trời ơi, sáng giờ là thấy Thu Vân đã đẹp rồi mà bây giờ còn đẹp hơn nữa nha, bật lên rồi đó. Chứ làm sao, tại vì chương trình này thì đáng lý ra thì không có thay đồ, nhưng mà tại vì do em điệu điệu đó, em xin với đạo diễn cho em thay đồ. Mà anh cũng vậy, nên anh nói em chứ thật sự em thấy anh cũng không có chịu thua gì em đâu nha. Bởi vì em dùng cái từ điệu anh nhìn lại anh mắc cỡ. Nói chung là cái linh tính hay sao á, có nghĩa là biết anh có biết qua chương trình này là không có thay đồ, nhưng mà giống như là anh lúc nào anh đi hát á, anh cũng có sự chuẩn bị, có nghĩa là mình đem theo ít nhất cũng phải 2-3 bộ để dạ, để đạo diễn người ta chọn từng cái phong. Dạ, nó phải hợp với cái phong, với lại màu sắc nó phải hài hòa với nữ nữa. Chứ thật sự nhiều khi mình cũng phải dự trù là những cái bộ đồ nó sẽ có một cái sự cố gì đó, mình phải như vậy á. Thật ra rồi biết là quay cái một bộ thôi, nhưng mà anh em tới 3 bộ lên. Anh còn 1 bộ nữa. Nói chung là anh cũng vậy, sáng giờ mặc bộ nào thấy cũng có một cái nét đẹp riêng. Ủa mà anh nói nãy giờ mình hát nữa đi. Giờ hát nữa đi ha. Dạ. Chứ để mình nói nhiều quá khán giả chờ nghe mình hát lâu thôi. Giờ mình hát gì đây? À, hai anh em mình hát trích đoạn đi anh. Trích đoạn. À rồi, em chắc em nhớ cái trích đoạn bên cầu Dệt Lụa của đoạn Trần Minh gặp Quỳnh Nga đúng không? Dạ, em có biết bài đó. Giờ mình giới thiệu nha. Để liên tục chương trình thì nghệ sĩ ưu tú Thu Vân cùng với Thanh Cường sẽ gửi đến quý khán giả lớp trích đoạn vở tuồng của soạn giả Thế Châu. Trích đoạn được mang tên Bên cầu Dệt Lụa. Dạ, xin kính chào công tử. Trong tình cảnh này mà tiểu thư còn gọi tôi là công tử, sao tôi nghe nó chua chát quá. Công tử còn giận? Không, làm sao tôi dám giận, mà làm sao giận được trước tâm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng cho một kẻ đã xa cơ. Đã trái thân luân lạc giữa phong trần, trong cuộc đời giả trá bạc đen, vinh nhục đã quá nhiều. Tôi vẫn còn tiểu thơ, là người tri kỷ tri âm, cứ xử với tâm chân tình, xoa dịu niềm đắng cay. Là kẻ trăng tay nên tôi đành ôm phần, xin cứ nặng lời mía mai, em cúi mặt đợi chờ. Nhưng trách ngần của ai? Tiểu thơ ơi, tôi vẫn còn nắng nở, ân nghĩa tiểu thơ đáp tạ mây cho vừa. Tôi muốn nói nhưng sao cứ nghẹn lời, biết đến bao giờ mới trả xong. Em không dám sánh học đòi với những trang liệt phủ ngày xưa, đã cắt tóc mang lấy tiền tiên chồng lai kinh ân thi. Đây gói hành trang chan chứa một thông tình, và số bạc mòn mà em đã chắc chiêu trong những ngày nắng sương tần. Trang trọng trao tay ân cần đưa tiền kè đăng.
tâm sự của riêng mình. Em đã dám vượt quê môn bên cầu Vĩnh Quang, vì nặng nghề cương thường bước ra khỏi dòng lệ dấu thị phi. Ngài ban hộ tên để làm rạng danh tông tổ, em không dám mong được cùng ai vui đào xứng tùy. Nếu như chàng còn nghĩ chút nghĩa tương tri, thì với cha em hãy nghe điều ân quán. Quỳnh Nga, Quỳnh Nga ơi, ta nghẹn ngào trước ý tình nàng tha thiết quá. Biết nói gì đây khi mình vẫn trăng đôi tay. Trần Lan, Trần Lan ơi, còn đây là chiếc áo lụa cướp bằng tơ tâm sự. Mà đêm từng đêm em cố công may giờ từng ngày tháng lũng dần trong yêu hoành, lòng thầm cầu mong cho ai lập được chút công danh. Danh hình dung bóng ai chập chờn bên ánh lửa, cô sơ gom lá thêm vào cho đủ sáng đọc kinh thiên. Miệng đọc sách tay lia đọc mùi, em cố dệt cho rồi chiếc áo để hầu kịp buổi lai kinh. Đường lai kinh xa biệt ngàn dặm gió, chàng mặc vào cho ấm lúc sương đêm. Lòng kỳ vọng chàng ơi xin hãy nhớ, áo lụa nghèo chớ thay bằng áo gấm tràng nguyên. Quỳnh Nga ơi, nhận vật trao tay ta nghẹn ngào muốn khóc, rừng rước lơ yêu đương ta nguyện cùng ai thề vẹn giữ chữ chung tình. Nàng đã sưởi ấm lòng ta trên muôn dặm trường đình, tay ôm áo ấp vào trong ngực mộng, chưa mặt mà hơi ấm đã len vào từng kẻ tóc chân tơ. Giữ mãi bên mình manh áo lụa, ta nhớ hoài thời lưu lạc ở nơi đây. Bước thăng trầm trời đất cũng la lai, trong nỗi đắng cay cũng có nhiều vị ngọt hương nồng. Trần Lan, Trần Lan ơi, xin chàng đừng nặng quá ngân thời vì ngộ đôi với cha già. Không, Quỳnh Nga ơi, sự bất nghĩa của cha em như ngọn đồi hèn mòn,
còn tình của em thì cao vời vợi như ngọn Thái Sơn. Cay đắng ngày nào không còn nữa trước tâm chân tình cao cả của Quỳnh Nga. Chịu cơ hàng để giữ vẹn sắc son, em xứng đáng trải danh liệt phù. Đời giàu cơ cực mà quá nhiều hạnh phúc thì ta biết phải nói làm sao cho tròn vẹn chân tình. Buổi tiễn đưa sao quá nhiều bình rình, xúc động nào đã làm cho lệ rưng rưng. Kể từ đây cho tới ngày nhắm mắt, lời đã trao ta nguyện giữ vẹn hương thề. Em nguyện khép cửa phòng quê, đời chàng bay tù vinh quy tương phùng. Tiễn nàng về với quê trung, dòng tay từ ta thủy chung vẹn vinh. Lòng như bóng nguyệt theo nghìn dặm soi. Xin tạm biệt, xin tạm biệt. Cái trích đoạn này lâu lắm em cũng mới hát lại đó anh. Anh cũng vậy đó, hình như là lâu lắm luôn rồi đó. À mà sao nói đi. Anh nhớ nãy giờ mình như là từ đầu chương trình giờ mình hát bài buồn không luôn. Dạ đúng rồi, trích đoạn cũng buồn mà tân cổ hát thôi, cũng buồn. Giờ anh em mình kiếm gì vui vui hát chút đi. Vui hả? Em đề nghị nãy giờ giao cho em đó. Giọng cổ thì vui thì em thấy à có cái bài Bánh Bông Lan được không anh? Lâu quá không hát thì mà thôi để hát lại thử. Khu Quỳnh dạ. Và Bổ Qua nha. Dạ, có gì hai anh em mình hỗ trợ với nhau. Vậy hát bài Bánh Bông Lan ha. Bánh Bông Lan. Dạ. Em giới thiệu đi. Thôi anh giới thiệu đi. Em giới thiệu dở luôn. Thưa quý vị khán giả, để liên tục chương trình thì Trần Thanh Cường và nghệ sĩ ưu tú Thu Vân sẽ thay đổi bầu không khí chút xíu, hát một cái bài nó vui hơn chút xíu. Sáng giờ là coi như là hát bài buồn không à. Giờ Trần Thanh Cường và nghệ sĩ Thu Vân sẽ gửi đến một bài tân cổ. Bài tân cổ được mang tên Bánh Bông Lan. Mời cùng thưởng thức. Ai mua bánh bông lan không? Ai mua bánh bông lan không? Cô Hai ơi. Dạ ơi. Cô có bán hộp vịt lộn không? Trời ơi, cái anh này kỳ ghê gì đó. Ta bán bánh bông lan mà hỏi hộp vịt lộn là sao? À, đâu? Ủa? Cô Hai. Ủa, anh Ba. Trời ơi, bữa nay gặp được cô đây rồi, mừng quá. Anh Ba. Hồi nãy tôi kêu cô Hai đại chứ tôi đâu có biết là cô đâu. Anh Ba ơi, anh mua giúp giùm em vài cái bánh bông lan đi anh. Rồi, yên tâm đi, chút xíu nữa tôi mua hết xề cho. Anh nói thiệt nha. Mà trước khi mua, cô Hai nghe tôi nói nè. Dạ sao hả anh? Đây, cô Hai nghe nha. Tại tôi nhìn cái bánh bông lan á, là tôi mới nhớ tới cái câu nói này nè. Em đang nghe nè. Bông lan cánh trắng nhụy vàng, qua thương cô nàng khéo nướng bánh bông lan. Xe đò lúc tình thân thang, quê ơi
tìm cô hai ơi. Cái bông lan nhụy vàng cánh trăng, còn cái bánh bông lan cánh nó vàng mà nhụy cũng vàng luôn. Dạ đúng rồi đó anh ba. Vậy mà hễ dắt nhau thì trống bụng thấy buồn, chắc là mai mốt tôi về tôi ở luôn nơi này. Ủa sao cô hai nín thinh không nói một lời? Ông bà mình có bảo á, hễ ăn thì nói. Sao cô hai hà tiện từng lời từng tiếng vậy cô hai? Dạ dạ phải rồi đó anh bà, hễ có ăn á thì có nói. Nhưng mà anh biết không, từ hồi sáng tới giờ tôi bán không à, chứ tôi không có ăn. Đi chết, trời đất ơi. Vậy sáng giờ tôi nít gần cái chục cái bánh bông lan rồi. Cái điều này chắc là tôi phải ở đây tôi nói hoài, nói hoài luôn cho tới tôi. Ý mẹ ơi, anh ba nè, anh ở thì tôi không có dám mời, nhưng mà anh muốn đi thì thiệt lòng tôi đây cũng không có dám hối nữa. Cô hai, vậy chứ cô hai hối làm sao chứ đành đoạn. Trong khi chỉ tại nhớ cây bánh bông lan, mà từ ở trên xứ tôi lặn lội xuống dưới này. Ủa, bộ trên anh không có bánh bông lan hả? Chắc người đánh bộ khéo tay, cho nên tôi mới nhớ hoài. Rồi đổ khuôn luôn đó anh. Ủa nói vậy không phải? Dạ không phải em. À chắc là nhờ tay nướng khéo đó. Chàng ơi, mấy đứa em của em mà nó nghe anh ba khen vậy chắc là nó mừng lắm luôn á. Cô hai, cô hai ác gì vậy? Không lẽ tôi nói tôi xuống dưới này là tại vì tôi nhớ anh ba? Nhớ 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 bánh bông lan. Trời ơi cô hai ơi, cô hỏi hồi nữa là tôi trả lời tùm lum luôn á cô hai. Tôi nói tôi nhớ là anh nhớ cái gì? Khó nói quá, thôi giờ cô ba nói trước đi. Thôi cô hai nói trước đi. Trời ơi, làm cái gì mà lính quýnh quá à. Anh nghe tôi nói nè. Bông lan mắt miệng kề, thương anh bởi câu hò lần con đò dàm có thân thang, quen hơi nhớ tiếng xuống đây tìm mình, quen hơi nhớ tiếng xuống đây tìm mình. Nên hãy nghĩ sao thì tôi nói ra làm vậy. Cô hai nghĩ gì vậy cô hai? Nếu mà anh ba xuống đây chỉ vì bánh bông lan, thì để tôi gói cho anh vài chục cái anh đem theo về xứ để anh dùng. Được không anh ba? Cô hai, cũng được có mấy bữa đâu mà cô phải bận lòng. Trời ơi, vậy chứ tôi cũng không biết sao mà cho anh ưng bụng nữa. Không lẽ tôi cho anh mượn khuôn, mượn lò để anh về nhà anh nướng bánh anh ăn hay sao? Cô hai. Dạ. Tôi nghe nói cái nghề làm bánh bông lan đâu phải ai muốn làm cũng được. Phải học hỏi cho đàng hoàng nè, rồi phải khéo tay nữa đó cô hai. À, vậy không ấy, anh ba về rồi đưa chị ba xuống. Ba má tôi chắc không có xấu bụng mà giấu nghề. Yeah.
cô hai. Cô tốt bụng vậy á, thiệt lòng á là tôi cảm ơn. Nhưng mà ngặt một điều. Sao anh ba? Tôi đây chưa có vợ. Hả? Nói vậy anh ba đây chưa có vợ hả? Dạ, từng tuổi này tôi ở vậy thiệt có mình ơn hà. À, thôi tôi biết rồi. Chắc tại anh ba lọc lừa, anh ba kén chọn nên chưa có cô nào vừa mắt hết phải không? Có lọc lừa có kén chọn gì đâu. Nhưng chắc tại cái mùi vị bánh bông lan mà cả đời tôi quên hỏng có được. Hay là anh để tôi làm mai cho anh một cô bạn cùng làm bánh bông lan theo nhất nơi này. Trời ơi, cô hai ơi, sao nãy giờ tôi nói cái gì cô hai cũng bàn ra hết trơn hết trọi vậy? Ai biểu anh chồng nhờ? Thôi thì nói gần nói xa hỏng qua nói thiệt. Anh nói thiệt đi anh ba. Tôi lặn lội xuống dưới này là tại vì tôi nhớ. Anh nhớ. Tôi nhớ. Anh nhớ ai? Nhớ cô hai. Mà công nhận nha, bữa nay anh em mình là giống như một cái duyên gì đó lớn lắm. Mình được tham gia cái chương trình này á, giống như một live show riêng của anh em mình vậy đó. Mà vui. Nói chung là bữa nay là mình được hát để giống như là hát để thỏa mãn luôn á. Dạ đúng rồi, hát đã luôn. Theo anh thấy thì mấy cái show trước á, mấy cái chương trình trước á thì nhiều khi có được 3 người ngồi để mà hát qua hát lại nó khỏe hơn ha. Bữa nay anh em mình đúng ra cũng sức dữ dằn á. Nhưng mà anh vậy hát nó mới đã cái nữ. Thôi giờ tới em hát đi. Dạ em hát ha. Bây giờ em hát riêng nha. Em hát đơn đi. Dạ. Em hát dạ thôi để tiếp tục chương trình thì Thu Vân sẽ hát 3 câu giọng cổ trong lớp trích đoạn cải lương được mang tên Nguyệt Hổ Dương. Xin lỗi, xin bà đừng bày trò ân nghĩa. Bởi vì khi nói tới chuyện nghĩa ân thì chỉ phải nói ra từ trước. Từ khi tôi làm nhịp cầu để cho chị được qua bến nhiều đường, trong khi tôi phải ôm nỗi khổ đau gian trường. Vì đã vô tình bóp nát con tim mà phải gượng cười cho trọn nghĩa hy sinh. Thì ra năm xưa em cũng cùng chung lối mong mà nào chỉ có biết có hay, để giờ đây sụp đổ một lâu đài chỉ dùng về để hạnh phúc vượt khỏi tầm tay. Hỏi kẻ tham phú phú bằng bà đã mê sang giàu nên làm khổ đại ca tôi. Cô nương ơi tôi biết phải nói gì đây, cuộc bể vô đã đem khổ sầu dẫm lên làm tan vỡ mộng ước gì. Tôi chỉ là cánh bèo trôi trên mặt nước, mà trường giang thì hàng hàng lớp lớp sông đẩy đưa nhau biết xuôi ngược mấy sông hồ. Chừng trời tạnh mây tan thì mới hay mình đã xa bờ, chỉ còn lại nỗi niềm cay đắng. Ta bắt nhịp cầu cho lệ mặn vào tim, tan vỡ một cuộc tình vì ai cũng khổ đau. Chứ nào phải đâu chỉ có một người, đồng là phận gái như tôi, chắc cô nương cũng là kẻ chia nhiều thiệt thòi. Khi mà càng thường gái sầu đâu không thấy, mà tôi chỉ thấy bà bước lên một bước cao hơn và sẵn sàng bỏ lại sau lưng tất cả tình xưa nghĩa cũ. Không không người đã lầm, trọn đời tôi chỉ yêu anh Bảo, dù hiện tại tôi vì người mãi mãi cách ngăn. Trọn đời bà chỉ yêu anh Bảo. Ô
bà còn yêu đại ca tôi mà đầm tắm rẽ lối sang thuyền. Bà có biết không, trong những ngày bị giặc binh hành hạ, đại ca tôi lúc nào cũng thầm gọi cô nhân ơi. Đã mấy năm trời người cương quyết dùng lớn, tập hợp nghĩa binh chống kẻ thù xâm lược, nhưng vẫn không quên giờ là tin tức, chờ có cơ hội là sẽ gặp lại. Người ta đã nói rằng chàng đã chết, rồi bắt cha tôi vào tội tử và buộc tôi phải làm thư thiếp để gỡ tội trước cha tôi. Thôi đi bà ơi, người con gái nào một khi đã phản bội thì đều có muôn ngàn lý lẽ. Phương ơi, dù cho cô có trách mắng tôi thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng đã lỡ rồi một chuyện. Còn yêu tôi nên chàng mới liều lĩnh tới quan mai nương, để rồi bị quân dây bắt. Chàng bị hành hạ thì lòng tôi cũng đau như cắt, nhưng cũng phải gượng cười vì sợ quân giặc nghi năng. Phượng ơi, tôi muốn cứu chàng nhưng biết phải làm sao, vì tôi chỉ là một con cừu non bé bồng, còn chàng với chồng tôi là hai con mảnh hồ đang muốn giết nhau trong một cuộc tranh hùng. Quá trời hay luôn dân ơi. Cái vở Nguyệt Hậu Dương này là rất là lâu. Dạ. Mà bữa nay mà em ca lại là phải nói là nó gợi cho anh bao ký ức luôn. Cái này, cái trích đoạn này, lớp này đối thoại hai người phụ nữ mà một mình em làm cũng quá. Sao giờ tới anh hả? Anh Cường ơi, giờ em nghĩ là thời lượng chương trình nó cũng sắp hết rồi đó. Em cũng rất là tiếc, nhưng mà giờ hai anh em mình phối hợp hát chung với nhau một bài đi. Mà công nhận em nói anh mới nhớ nha, hai anh em mình hát mà anh quên thời lượng của chương trình luôn á. Thôi bây giờ tại vì nó phiêu quá. Anh thấy là như mình phiêu tới đây là cũng vừa rồi đó. Thôi giờ hai anh em mình song ca đi, song ca để mình chào khán giả sẽ hay hơn. Hai anh em mình hát một cái bài tân cổ nha. Dạ, tiếp tục chương trình thì thời lượng cũng đã sắp hết, thì Thu Vân cùng với Thanh Cường sẽ gửi đến tất cả quý vị bài tân cổ Chuyện Tình Lan và Điệp 1 và 2 luôn. Của tác giả Loan Thảo. Anh
hành đầy xa qua cám dỗ, điệp đừng để lòng xa ngã bê tha. Để chút tiền món từ lâu em dành dùm, cháu anh để làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây ghi danh phận rỡ ràng, xin chứng phụ vàng tình xưa duyên cô. Đường xa xôi dịu dời, thân ở thành đô mà lòng gửi về quê cũ, bên người yêu chờ đợi bao ngày. Xin em đừng để giá nghi ngờ, dấu đèn đô thì ngọn xanh ngọn đỏ, vẫn trọn lòng thương nhớ mảnh căn quê. Nhớ dòng sông sâu bên lở bên bồi, nhớ con đò nhỏ sớm chiều đưa rước khách, nhớ người yêu trúng ống cho anh năng học, nguyện trọn một đời không dòng phủ đổi thay. Lần đưa tiền là trọn đời.
Lan ơi, để trọn đời yêu chỉ có Lan thôi. Vẫn nhớ mãi câu hẹn thề năm cũ, nhưng người ta đã dùng uy quyền và thế lực buộc anh phải phũ phàng quên bỏ tình xưa. Cho bến sông xưa vắng bóng một con đò, cho Lan nghèo rũ đau sầu trong tuyệt vọng, cho mảnh trăng xưa không còn soi chung bóng, cho Điệp và Lan chia biệt trọn đời. Ôi Điệp ơi bận lòng mà chi nữa, mong anh trọn đời hạnh phúc với người ta. Còn Lan với môi hồng lòng qua cao nâu sông chốn chặt niềm đau. Cần buồn không ca, chim hỏi xót thương ai. Hàng cây đứng nghiêm, âm thầm nhìn mây bay, che kính phía chân trời. Một con đò vắng đứng bơ vơ bên kia sông, nước trôi lững lờ nghe chừng bao thương tâm. Rồi một thân lữ khách lên đò sang bên sông, nét mặt u buồn. Chiều nay cũng như bao lần rồi Lan ra sân đứng khóc cô đơn. Chợt nghe tiếng chuông reo từng hồi xa xa, ai đến viếng thăm chùa. Trời vô tình đã khiến xuôi nên cơn ly tàn, cớ sao hãy còn xuôi người yêu đi thăm Lan. Điệp nhìn Lan không nói, đôi lòng chung đắng dừng bước cho tôi hỏi thăm một người con gái mang tên loài hoa dài. Sau chuyện tình yêu gian dở mang nỗi buồn thương, tìm đến thiền môn vui chôn tuổi xuân thì kìa sao ni cô cúi đầu buồn bã không nói nên lời. Tôi đã tìm nàng khắp chân trời gốc bể, mong một lần gặp lại người xưa. Nàng cứ ngỡ tôi bạc tình vong phụ, nên đã âm thầm buồn bã bỏ đi. Xin yêu cô hãy giúp tôi gặp nàng dù chỉ một lần, để nói lên lời thiết tha thương nhớ. Thank you.
trời ơi giọng nói thâm tình quen thuộc. Nico, Nico có phải là người con gái của ngày xưa? Người con gái tên Lan ngày xưa đã chết, chết ngay từ ngày người ta phụ bỏ mối tình xưa. Tình xưa đẹp không giống phụ bao giờ. Lan, Lan ơi tội tình chi em đài đọa cuộc đời. Phơi phơi tuổi xuân đời còn nhiều quá mong, sao khoác áo nâu sòng dù phí một thời thơ. Tình làm quen ô cửa từ bi làng thu lại xin ông hãy về đi, ông hãy về đi đừng bằng biểu tê thương làm gì nữa. Làng, làng ơi nếu lòng em đã quyết thì thôi đẹp về đây xin dính biệt trọn đời. Rồi hai anh em hát một bài nó dài à, thôi bây giờ thời lượng đã hết ha, bây giờ mình chào khán giả nha. Dạ, dạ hai anh em mình chào khán giả anh Trần Thanh Cường, Thu Vân xin chào tạm biệt khán giả. Chúc cho tất cả quý vị khán giả lúc nào cũng thật là nhiều sức khỏe và luôn theo dõi chương trình nha. Hẹn gặp lại. Đúng ra là chương trình đã hết thời lượng rồi, nhưng mà hồi nãy giờ Trần Thanh Cường có một bài rất là muốn hát để tặng cho quý vị khán giả. Nhưng mà có nghệ sĩ ưu tú Thu Vân đây, Trần Thanh Cường không dám hát. Bây giờ nghệ sĩ ưu tú Thu Vân về rồi. Thanh Cường sẽ hát tặng quý khán giả một bài giọng cổ Lòng Dạ Đàn Bà của Sông Giả Diễn Châu mà quý vị cùng thưởng thức.
vua nước Sở. Một hôm lòng thanh thản, cởi long bào giả dạng một thường dân, đã cần câu ra ngồi cạnh thạch bàn. Lòng dương già mơ màng theo sông nước, gió động ngàn lao khua xào xác. Sở Dương mới thả hồn theo chiếc lá khô rơi tán mạng ở gian gành. Lòng quân dương bỗng nghe xúc động mối thâm tình, đưa tay lên vuốt chồm râu bạc, nhấp chén rượu đào ngắm chuyện gần xa. Bỗng ngài đưa mắt nhìn sáng hang cua cạnh góc thạch bàn, con cua cái nằm lốt vỏ trong. Con cua đứt ngày đêm lo canh giữ vợ hiền, quên cả việc đi tìm mồi cho đỡ đói. Vợ chồng của sanh dây nhau vào mát cạnh giang hà. Sở Dương buông câu theo dõi đôi cua đang ôm đầm đà. Ngài liền cất tiếng ngợi khen, đẹp thay tình chồng vợ ghen mấy nghĩa tàu khang. Lòi vớt còn nặng nghĩa phu thê, huống chi loài người ai không trọng câu luân thường đạo lý. Sách có câu nhất già đồng sàng chúng già ai, nhất nhật phu thê hề ba già ân. Điệp rụng rơi từng cánh mộng, đến ngày lột vỏ con cua đực thì con cua cái nó mặc tình đi dọc về ngang. Bỏ con cua đực nằm hiu quạnh trong hang, con ác thủ nó đem lòng tàn nhân. Dẫn về một gã nhân tình quá đôi càng to lớn, đến xe xác anh chồng xấu số vô. Sở Dương thấy cảnh bạc đen, cất tiếng than rằng để rồng trời cao đàn bà lòng mẹ già hiểm sâu. Ngoài môi lại nói những câu chung tình, ôi ngán ngẩm tình thế thay, não nùng thay ác độc phụ nhân tâm. Lòng của Sở Dương như muôi sắc kim châm, giận thay kẻ ân tình không giữ tròn. Sở Dương muốn thử
lòng dạ thế nhân, ai là người bạc trắng mới viết bản truyền rao khắp cả dân lành. Truyền cho tất cả thần dân hãy tuân theo sắc lệnh của triều đình. Truyền cho tất cả đàn bà sở quốc, ai can đảm giết chồng thủ cấp dân lên. Được ban nhất phẩm phu nhân, lụa là gấm dốc vàng rồng mười xe. Từ trong thành nội bán ra, chiêu vua nước sở gần xa đặng tường. Nửa gian sang sở quốc, nhưng một năm trời lặng lẽ trôi qua, không có một người đàn ông nào đến đền rồng lãnh thưởng. Bởi không có kẻ mài râu nào nở nhẫn tâm giết thác bàn tâm đồng. Bỗng một hôm có một chàng nông phu nghèo khổ, áo chẳng đặng lành cơm chẳng đủ no. Chàng tìm đến sở vương xin vua trao gươm về nhà giết vợ. Vua nhận lời trao gươm và thi hành theo gót kẻ nhà quê. Nhưng khi anh ta về đến mái lều tranh, đứng bên vách nghe tiếng vợ hiền ru con não. Chàng vội cất tiếng khóc than và chạy tìm quận vương xin dập đầu tạ tội. Bệ hạ ơi, thần dân nghi thà cam chịu chết chứ không thể đành tâm giết chết vợ mình. Sở vương cất tiếng ngợi khen, truyền đem châu báu ngọc ngà mà ban thường cho hay. Trong đạo vợ chồng biết ai chung thủy, ai lòng bạc đen. Đàn bà thì cũng có người này người kia, chứ không phải đánh đồng vô một cái bài hát như thế này. Thành ra rồi khi mà các chị em phụ nữ mà có xem qua bài hát này thì cũng nghe và thấu hiểu và cũng thông cảm cho Trần Thanh Cường. Vì bài hát này là Trần Thanh Cường rất là đam mê từ nhỏ, và cũng như là được rất nhiều lời yêu cầu từ các khán giả cũng như là các cô chú anh chị em yêu cầu Trần Thanh Cường có dịp sẽ hát bài hát này để phục vụ cho quý vị khán giả. Thì hôm nay Thanh Cường cũng đã thể hiện để cho các khán giả mà đã từng yêu cầu cũng như là các cô chú anh chị em đã từng yêu cầu Thanh Cường hát bài này. Vâng, và bây giờ không thể nói nhiều nữa. Bây giờ Trần Thanh Cường sẽ một mình chào quý vị khán giả. Hồi nãy chào rồi nhưng tại Trần Thanh Cường mê hát quá trở lại. Bây giờ Thanh Cường chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị lần sau ạ.